Trời ơi. Nhân tập tạ đâu tốt. Chào mọi người, hiện tại Diệu Nhi với Tú vừa mới đáp xuống sân bay Pleiku. Thì rất là trễ so với dự kiến vì delay rất là nhiều, và hai đứa đã ở sân bay ở thành phố Hồ Chí Minh mấy tiếng đồng hồ luôn. Chưa có ăn cái gì hết, là gì không có dám ăn, sợ vừa ăn cái người ta kêu đi một cái là chạy đi không kịp, tại vì Tú đang bị thương. Chào mừng các bạn đến với Gia Lai. Hành trình của các bạn sẽ là một chuỗi các hoạt động văn hóa, ẩm thực, thể thao. Em thích á, em thích văn hóa, ẩm thực nè. Tú có là một người có học về... để đọc hết nè Tú ơi. Ok, nhiệm vụ các bạn là vượt qua các nhiệm vụ. Mỗi nhiệm vụ vượt qua bạn sẽ nhận được một lá cờ, kèm theo đó là một đặc sản nơi đây. Được, mấy cái vụ mà đặc sản ăn uống là em thích lắm. Đúng. Hãy cùng bắt đầu hành trình nhé. Hãy cùng bắt đầu hành trình nào. Let's go. Cả hai sẽ đến làng Ba Danh tìm người có logo chương trình để nhận nhiệm vụ tiếp theo. Em ơi, nói tiếng Việt không con? Biết không? Tiếng Kinh. Tiếng Kinh hả? Tiếng Kinh đó. Mình nói tiếng Kinh không? Làng Ba Danh đâu? Ba Danh, village, Ba Danh. Go, Ba Danh. Ba Lan. Ba Danh. Hồng Kông and... Ba Danh. Hiểu rồi. Ba Danh. Chị, cho em hỏi làng Ba Danh ở đâu vậy chị? Làng Ba Danh á. Ba Danh hả? À, Ba Danh hả? Đi thẳng, có cái xe màu cam đó. Dạ. Là tới luôn? Dạ. Là đó luôn hả chị? Dạ. Dạ, em tên là anh Tú ạ. Cảm ơn anh. Em chào anh. Dạ. Dạ đây. Bạn em, Dụ Nhi ạ. Chào anh. Dạ. Nếu các bạn đến với Tây Nguyên, đến với ở trên Gia Lai này thì thường đặc sản chính là cơm lam gà nướng. Trời ơi. Rồi lá mì cà đắng xào lòng gà. Những cái món đùm lá chuối, rất là nhiều rau rừng, rồi rất là nhiều cái của Tây Nguyên ở trên này. Hy vọng cho các bạn thưởng thức những cái món ngon đó. Dạ. Anh cảm ơn anh. Anh Tú phải chiến thắng anh chàng người đồng bào trong trò chơi đẩy gậy. Nếu thất bại, anh sẽ không đảm bảo khẩu phần ăn cho Diệu Nhi. À, em đau chân. Nhưng mà thực sự em là dân tập tạ, dân chơi tạ mà bị không may. Bắt đầu. Trời ơi. Nhân tập tạ đâu tốt. Đau chân không? Đau. Đừng có ráng, để cho anh đẩy ra luôn đi. Thua kêu này, ta bị kêu khác. Hiệp 2. Bạn còn 2 lần nữa, nếu mà lần này bạn thua rồi bạn thua luôn á. Dạ. 3, 2, 1. Cho bạn em thắng lần, cho bạn em thắng lần cho tự tin hơn không anh? Cái gì cũng vậy, cái niềm tự tin đó, thắng chiến thắng tất cả. Kính thưa quý vị khán giả, sau khi những màn khoe khoang về sức khỏe của Tú và bước chơi đã thua liền 2 hiệp thì Diệu Nhi không có gì để nói với các bạn cũng như là với anh Tú. Thật ra thì thấy bình thường thôi. Cái này tại vì mình cũng khỏe. Mình biết được khi mà anh cũng đang rất thở, đang rất là hồn hển, đang rất là mệt. Không thể đâu. Anh không mệt vì... đâu anh Tú, anh kiểu đang chống để cho kiểu làm... Anh không đang tạo dáng, em mời anh ạ. Em mời anh. Đó. Không sao đâu anh, không sao đâu. Em biết rồi, không sao đâu. À, anh cũng mệt lắm đúng không? Không đó anh, không phải anh, đừng có sao. Tại vì mọi người ơi, nó vẫn ở đây. Tại vì khi mà cái tứ, cái thế nó trụ xuống thì cái trụ, cái tứ nó sẽ nằm ở chân phải. Nó khi mà chân... cái tứ gì hết á anh, nó không có cái tứ gì á. Em không mình hiểu. Cái cây mình đẩy nó không có cái tứ gì hết á tứ. Em không hiểu gì về cái môn bộ môn này thôi. Anh đã am hiểu bộ môn này rất lâu rồi. Bộ môn này, đây là bộ môn có từ lâu đời đúng không anh? Bộ môn này có từ lâu đời. Ba lô cho em đi, em không muốn nói nhiều, em chỉ muốn hành động. Em không có còn gì để nói. Chào quý khán giả cũng như là anh Tú ở đây. Dạ em mời anh ạ. À. Đừng vì em một con gái mà nhường em. Anh ơi, hất thẳng ra ngoài luôn nha. Hất thật mạnh ngay anh. Rồi. 3, 2, 1. Chưa. Hết.
Kính thưa quý vị khán giả, rất mệt. Anh ạ, vừa rồi cảm thấy anh rất là vui vẻ đúng không anh? Dạ, đó là em không có thi với anh mà em chỉ kiểu hai anh em mình trao đổi kiểu với nhau mấy cái môn võ thân thiết với lại. Rồi, cảm ơn anh em cầm đi. Cho nên là anh có thể cho bạn của em vượt qua thử thách này được không anh? Không. Nếu như Thuận Nguyễn có thể chiến thắng ba anh chàng người đồng bào to khỏe thì anh Tú cũng có thể làm được. Nhưng vì cái chân đau nên anh đành chấp nhận. Đây là món ăn đầu tiên mà chương trình giúp cho, hỗ trợ cho các bạn sau một chuyến đi vất vả và cái nhiệm vụ đầu tiên. Chứ dành cho anh Tú. Anh sao anh đối xử với em vậy vậy? Cái giờ em không được ăn luôn á. Anh có thể làm gì cho em được ăn được không? Diễn xạo, diễn giả, dễ sợ. Món này cái gì vậy? Cái này là cái gì vậy? Lá é. Lá é à? Lá é là trên cái cây mình đưa ra cái hột é hả anh? Không, nó thuộc là... Một người không bao hiểu gì về kiến thức. Từ đây thôi. Ủa, ngon ghê quá rồi. Ở ngoài nó giòn, nhưng mà khi cắn, nó mềm. Nhưng mà cái lá é này... Cái chất nước mà nó xúc tác từ miếng thịt. À. Rất là đột đấy. Chấm miếng là é thôi, có gì đâu, còn nó giống một é không? Không ai mà là é giống một é hết. Ngon, tuyệt vời ạ. Ăn nghe mà nó ngon ngày rồi. Tú lên đây, Tú ăn cơm lam. Để chờ cơm lam. Trời ơi, ăn cơm lam mà không biết cơ nào hết trời. Cay lắm đó, là ăn cay đâu được đâu. Nghe được mà. Trời ơi, ngon. Để cái sơ hay là cái gì ta? Nè. Ướp với lại cái này, để em coi ướp gì. Gì? Ngon các bạn. Hình như anh chàng này cố tình đẩy gậy thua để bạn đồng hành của mình không được ăn thì phải. Bây giờ lại tiếp tục làm khó cô. Heo rừng có từ bao giờ? Thưa anh, ai là người phát hiện ra heo rừng và tại sao lại gọi nó là heo rừng mà không phải là heo thường? Trả lời đi. Dạ thưa anh. Ừ. Heo rừng có từ bao giờ? Ừ. Kính thưa quý vị khán giả, theo sự am hiểu về kiến thức khoa học, xã hội và tự nhiên của Diệu Nhi thì khi nào có rừng là lúc đó có heo. Thôi gọi nó là heo rừng. Mới lại người phát hiện ra heo rừng đó là thợ săn với lại kiểm lâm. Và lý do tại sao người ta gọi nó là heo rừng là tại vì nó ở trong rừng. Không có trả lời hoàn tất. Cú đá mi rồi. Nhìn mặt ghét chết luôn trời. Em trả lời sai rồi. Đi. Anh Tú sẽ hướng dẫn Diệu Nhi sút vào cầu môn ít nhất là một quả. Bình thường em không thích coi đá banh. Em coi không hiểu gì trơn á. Nhưng mà sau khi đến đây coi mọi người chạy, mọi người tập vậy thì cuối cùng cũng không hiểu luôn. Cũng không thích, nhưng mà thích đá banh hơn chút xíu. Tại vì thấy mọi người đã nỗ lực tập luyện rất là nhiều. Khởi động. Em hơi khởi động xíu. Thực sự cái lúc mà nhìn Nhi chuẩn bị đá banh mà lắt léo thì bản thân mình cũng không sợ ấy đâu, sợ ba khùng thôi. Đùa thôi chứ, tại vì bản thân chân Tú đã bị đau từ sẵn rồi nên là đi đâu cũng bất tiện lắm. Vì chính vì cái chân mình như này nên khi mà thấy Nhi đá banh như vậy thì thật ra cũng có thoáng nghĩ giống như là nếu như mà có, tại vì cái sân nó không đều, tức là sân nó sẽ chỗ móm chỗ lồi. Chính vì vậy sợ một cái khi mà người ta sút hay là bạn chạy tới thì đôi khi cái chân nó sẽ bị va vào đó, va vào đâu hoặc là sẽ bị chấn thương như mình thì sao. Và sau khi nhìn thấy cách đá của Nhi như vậy thì thôi Tú nghĩ là không còn gì để mất. Tú vào Tú đá luôn, bởi vì bản thân Tú cũng rất là thích đá banh nữa. Không để Nhi thử sức với bộ môn mà cô không rành rẽ, cho nên anh chàng ra tay. Nhưng liệu có ổn không?
Tại vì chân phải của Tú bị thương thì như kêu Tú sút chân trái đi. Tại vì Tú còn phải về ngày mai là diễn kịch ở sân khấu Thế Giới Trẻ nữa. Cho nên nếu mà có vấn đề gì ở chân là ngày mai làm sao mà diễn được. Cho nên cho dù mình có quay chương trình hay là mình chơi game chăng nữa cũng phải biết giữ cái sức khỏe cho mình. Nhưng mà Tú vẫn quyết định là sút chân phải thì như nghĩ là Tú nghĩ là Tú có thể điều khiển được cái độ sút và cái chân của mình là nó sẽ an toàn thì Tú sẽ làm thôi. Thầy ơi cho xôi cái tiên cực tiếp. Nhưng mà đau vậy anh đá được không? Hả? Cố gắng thêm xui. Rồi. Chứ anh đau không Tú? Rồi. Chứ anh đau không Tú? Mấy chuyện đá banh chuyện bình thường em chấn thương nào cũng có hết á. Nếu dừng lại thì có lẽ mọi người cũng hiểu và thông cảm. Nhưng không. Cái này ấy nha. Ba. Ba. Mặc dù chưa biết vết thương có trở nặng hay không, nhưng anh chàng đã làm điều mà một người con trai khi đi cạnh một cô gái cần làm. Còn những khoảnh khắc vừa qua, có lẽ đó chỉ là những điều đáng nhớ. Xin chúc mừng cả hai.